Hello, Happy xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay Happy sẽ trang trí nhà Tonka Boca bằng giấy nha các bạn ơi. Đây là nhân vật của Happy nè. Hiện tại thì nhân vật của Happy chưa có mặc một bộ đồ nào hết. Và đây là những bộ đồ của Happy. Thì đầu tiên là bộ đồ gọi là bộ đồ quần dài riêng nha, với lại một cái áo cầu vồng, với lại một cái túi nha. Wow, Happy thấy rất là đẹp luôn á. Và tiếp theo là cái bộ đồ gọi là đây là một cái áo dài với váy nha. Đó, áo len như là một cái váy là đẹp luôn, hình bóng hoa. Happy rất là thích bộ này luôn. Và cuối cùng là bộ quần áo Nike nha. Nhưng mà đây không phải là quần, đây là một cái váy. Đó, là cái áo tay dài rất là đẹp luôn nha. Và bên đây thì có một cái túi nha. Và đây là em nhân vật của Happy. Tóc y chang Happy luôn nè, các bạn biết không? Và đeo bông tai nữa. Là một cái khuôn mặt nhìn rất cười. Đây cái tóc nó che mất lên lông mày rồi. Và tiếp theo đó chính là đôi giày, và cũng là cuối cùng luôn. Đó, đôi giày nè, quá là đẹp luôn đúng không? Happy rất là thích cái đôi giày này luôn. Rồi, xong. Bây giờ Happy sẽ cho các bạn xem cái ngôi nhà của Happy nha. Rồi, bây giờ Happy sẽ vẽ một cái ngôi nhà nha. Rồi bây giờ Happy sẽ vẽ một cái đường thẳng xuống nè. Rồi tiếp theo Happy cũng sẽ vẽ một cái đường thẳng đối diện nha. Đó, rồi Happy vẽ một cái đường thẳng mà nó kiểu như là nó một cái ở trên, một cái ở dưới, nên bây giờ Happy sẽ sửa lại nha. Rồi bây giờ Happy sẽ làm một cái nóc nè. Trời ơi, Happy vẽ hơi xấu nha. Đó, một cái máy, nhưng mà cái máy này không có nhọn. Cái máy này là như cái máy vuông vậy á. Rồi, tiếp theo là Happy sẽ vẽ cái cánh cửa nè. Đó. Rồi Happy sẽ vẽ cái tay nắm cửa. Và tiếp theo Happy sẽ vẽ cái cửa sổ nha. Đó. Rồi bây giờ Happy sẽ vẽ một cái bạn đang đứng nè. Hi. Hai với lộn hai là chào đó. Rồi bây giờ Happy sẽ viết cái chữ lên cái nóc nhà nè, đố á. Đố các bạn Happy viết chữ gì luôn á. Rồi và cuối cùng Happy sẽ vẽ cái đám mây nha. Từ cái đám mây của Happy như cái chữ, như là một cái hình vô cực vậy đó. Rồi và tiếp theo là phòng khách nè. Phòng khách thì sẽ có những cái đồ trang trí đúng không? Rồi bây giờ Happy sẽ kiểu như là ghép cái ba lô lại nha, để chúng ta có thể bỏ những cái dụng cụ học tập lại. Đó, cái ba lô có một cái gọi là cái hình cầu vồng nè. Happy rất là thích cái ba lô này luôn. Và có một cái chỗ để đựng bút viết nữa nè. Nhưng mà Happy đã dán nó bị lệch rồi, nên bây giờ Happy sẽ sửa lại nha. Đó, Happy lấy cái kéo này, Happy cắt nè. Rồi và tiếp theo Happy làm cái tủ, làm một cái hộp nha, để Happy có thể đựng những món đồ của Happy như là son, phấn, như là bút viết gì đó. Nói chung là đựng mấy cái dụng cụ mà chúng ta xài thường ngày đó nha. Rồi bây giờ Happy tỉa băng keo lại nè. Rồi Happy lột ra xong, Happy sẽ cho các bạn xem cái ghế của Happy làm từ cái gì đây. Đó, cái ghế của Happy làm từ cái mấy cái gói ghép lại á. Nhưng mà Happy thấy vậy rất là đẹp luôn. Và Happy sẽ trải cái thảm ở dưới cái ghế của Happy nha, cái ghế tự chế. Đó. Rồi các bạn ơi, Happy đã lột được cái miếng băng keo đằng sau rồi nè. Rồi xong, Happy đã dán xong rồi. Và bây giờ Happy cho mấy nhân vật của Happy nó đứng ở đó nha. Rồi tiếp theo thì Happy sẽ gọi là mở bộ đồ của cái em này và gắn vô người của em đó nha. Cái em búp bê của Happy nè, rất là đẹp luôn. Happy rất là thích cái em đó. Và tóc của nó rất là đẹp. Và đây là bảng chữ cái ABCDEFGAAGKB gì đó. Rồi bây giờ Happy sẽ dán nó lên tường nha. Đó, Happy dán nó hơi xéo xéo một chút. Rồi Happy cuối cùng cũng đã dán ngay rồi. Và tiếp theo là một cái tủ, gọi là cái kệ nha. Kệ để xíu Happy có thể đựng được nhiều đồ. Tiếp theo là cái đèn nè, cái đèn ngôi sao. Wow, cái đèn ngôi sao quá là đẹp luôn á các bạn ơi. Rồi và có 3 cái đèn nha, tổng cộng là có 3 cái đèn. Đó, Happy sẽ cho cái em nhân vật này cầm vô để em dán lên nha. Rồi bây giờ nhân vật sẽ phụ Happy. Ủa, cái em nhân vật này sẽ phụ Happy dán những cái cây đèn lên, nhưng mà để Happy tự làm luôn cho nó nhanh. Đó. Và đây là cái cuối cùng nè các bạn ơi. Wow, trời ơi, nãy giờ Happy làm rất là mệt luôn. Và tiếp theo là cái chỗ để Happy quay TikTok nè. Happy quay, Happy nhảy nè. Nhưng mà cái điện thoại Happy bay đâu mất tiêu rồi. Còn cái cây đèn không à. Còn cái đồ để đèn không à. Thôi, để có gì bữa nào Happy sẽ đầu tư cái điện thoại nha. Rồi bây giờ Happy sẽ chuyển chỗ cái ABCDEFG xuống đây một chút nha, cho nó đẹp. Rồi mà tiếp theo là cái cây xương rồng. Nhưng mà cái xương rồng phát sáng nha. Cái đó là một cây đèn rất là đẹp, đèn này ngủ á. Nhưng mà Happy
Tại vì nghĩ cái này không phải đèn ngủ nên là đèn này để cho nó đẹp á, để trang trí phòng nè. Rồi và bên đây thì Happy sẽ gắn cái hộp hồi nãy Happy nói nè. Đó các bạn thấy không, nó có thể mở ra được luôn. Rồi bây giờ Happy đang lấy băng keo á. Ủa lộn, Happy đang lấy những cái món đồ để Happy dán vô đó. Rồi đầu tiên là một cái vít, cái tai mèo rất là dễ thương luôn. Cái tai á chứ không phải cái lỗ tai nha. Và tiếp theo là cái đồ xịt dưỡng tóc. Và cuối cùng là dầu thơm nè. Ủa không phải cuối cùng đâu, còn thêm cái hộp phấn nữa. Cái hộp phấn bảy sắc cầu vồng luôn á. Đẹp chưa? Đó, Happy đang lấy nó lên chứ tại vì nó bị tuột. Rồi bây giờ Happy sẽ bỏ cái cọ vô nha. Tại vì phấn thiếu cọ là đã không có được đâu. Rồi và tiếp theo là cái kệ không, một cái hộp bảy sắc cầu vồng nha. Còn cái hộp hồi nãy là cái hộp màu xanh có nhiều cái hình dáng em dán lên á. Và tiếp theo là cái viết, nhưng mà cái chỗ này là để học tập nè. Đó, nhưng mà Happy để không, không phấn mắt vô luôn. Rồi bây giờ Happy sẽ để cái tủ quần áo ở đây nha. Đó, cái này không phải cái tủ quần áo đâu, cái này là cái kệ đó. Ô, biết tại sao Happy lại dán băng keo không? Tại vì với những cái băng, những cái bộ đồ của Happy, Happy dán băng keo hai mặt. Nếu như mà dán trên giấy á, chúng ta sẽ gỡ ra sẽ bị rách giấy, nên chúng ta phải dán một băng keo một mặt hơn. Xong rồi chúng ta mới ịnh mấy cái bộ đồ đó lên chứ không sẽ bị rách giấy á. Rồi và tiếp theo là hai đôi giày, ủa không, hai chiếc giày. Đó, Happy sẽ dán ở bên góc. Rồi các bạn, bây giờ Happy sẽ dán những cái đèn lên nha. Cái đèn của Happy là cái đèn dây nè. Wow, rất là đẹp luôn đúng không? Đèn dây trái tim. Rồi, xong. Và bây giờ Happy sẽ thay đồ cho các em nhân vật của Happy nha. Tụi ơi, Happy làm rất là lâu luôn. Rồi và tiếp theo Happy sẽ làm cái bàn để chơi máy tính nè, để làm việc nha. Đó, cái máy tính của Happy rất là đẹp luôn nè. Happy sẽ để cái ghế ở đây. Wow, thật là đẹp luôn. Happy sẽ để nhân vật ngồi đó nha. Và tiếp theo là cái đèn để selfie. Rồi và tiếp theo là cái đèn để chúng ta có thể làm việc nè. Rồi bây giờ Happy sẽ trang trí cái chậu cây lên. Đó, nhìn rất là đẹp luôn đúng không? Happy làm thêm một cái kệ ở kế bên nữa. Nhìn rất là kiểu như là sao ta, rất là đẹp luôn. Rồi và tiếp theo là một cái hộp nữa. Tụi ơi, Happy rất là có nhiều hộp luôn. Happy có đúng 3 hộp. Rồi và bây giờ Happy sẽ trang trí phòng bếp cho em nhân vật của Happy nha. Các bạn có để ý bên góc không? Em nhân vật của Happy đang nằm đó. Rồi bây giờ Happy đang sắp xếp để Happy dán vô nè. Rồi Happy đã dán xong cái chỗ là rửa tay và nấu ăn rồi nè. Tiếp theo Happy sẽ dán cái bàn. Và tiếp theo nữa Happy sẽ dán cái tủ nè, để chúng ta có thể bỏ những cái vật dụng thường ngày nè. Bây giờ Happy sẽ đặt cái chậu cây nha, hơi xa xa cái chỗ bếp ra nha, để xíu Happy đặt cái thùng rác nữa. Rồi bây giờ Happy đang suy nghĩ để cái giỏ nè. Rồi Happy sẽ để cái giỏ trên cái bàn và cái lò nướng cũng trên cái bàn luôn. Rồi và tiếp theo là Happy sẽ để những cái kệ nha. Wow, cái kệ rất là đẹp luôn á. Happy nghĩ là mấy cái kệ đó Happy sẽ để những cái món đồ là bếp nè. Ủa lộn để những cái chảo hay là mấy cái muỗng đĩa gì đó. Rồi Happy đang gắn đèn nè. Gắn đèn xong Happy sẽ gắn cái chỗ để nghĩa như là nĩa muỗng nè. Đó, Happy sẽ để hai cái nĩa vô và một con dao. Ô, con dao nó mất tiêu rồi ta. Đây, để Happy để cái miếng bánh này vô đó, rồi Happy mới lấy con dao. Rồi bây giờ Happy sẽ để cái dĩa ở đây nha. Đó, cái dĩa lớn trước rồi xong mới tới dĩa nhỏ nè. Rồi Happy tổng cộng có 3 cái dĩa nha. Còn cái tủ nhỏ dưới Happy sẽ để cái nồi. Cái ấm trà này thì mình sẽ để trên cái kệ nha. Và tiếp theo thì Happy sẽ lấy cái nồi nè. Cái nồi thì Happy sẽ để trong cái tủ nè. Nhưng mà bây giờ Happy sẽ để trên cái kệ luôn. Đó, và tiếp theo là chai tương cà. Rồi đây là chậu cây nha. Chậu cây Happy cũng sẽ để kế bên cái chậu cây lớn. Và tiếp theo là ly nè. Và salad Happy để trong tủ lạnh. Và dưa hấu để trong tủ lạnh ăn rất là ngon luôn nha. Ê răng lắm á. Và tiếp theo là dưa leo nè. Dưa leo Happy sẽ để nó ở đây đi. Đó. Và thêm một cái bịch hạt nha. Đó, kem. Nhưng mà Happy lỡ để đó lên, Happy để luôn nha. Đó, bánh kem nè. Và cái nồi, bây giờ cái nồi Happy mới để trong cái tủ nè. Rồi, kem Happy để ở trên. Đó, và carrot. Rồi, thêm được cái tô nè. Rồi, cái ghế để xíu chúng ta có thể ngồi ăn nha. Đó, bây giờ Happy đóng tủ lại nè. Ê, nhưng mà thiếu chúng ta phải cần kiểu như là cà chua nữa đúng không?
Đó, cái ly thì Abby sẽ chuyển vô cái tủ luôn chứ không để ngoài đó rất là chật luôn. Rồi tiếp theo là khoai tây nha, bờ bờ tây tồn đó. Còn chai nước thì Abby sẽ để ở đây, còn cái chai tình cả Abby cũng để trong cũ nha. Rồi bây giờ Abby sẽ để kem lên đó. Rồi tiếp theo là cái gì đây? À, cái trái bí. Trời ơi, cái trái bí mà Amy nhìn ra cái gì á đó. Đó, bây giờ Abby đang tìm cái chỗ để nè. Và cuối cùng là Abby đã để hết đồ trong tủ lạnh rồi. Và bây giờ Abby đóng lại cho nó giữ lạnh này, chứ không nó kiểu như là nó không có lạnh ăn không ngon đâu. Bây giờ Abby sẽ trang điểm cho em nhân vật của Abby nha. Đầu tiên Abby lấy cái cọ ra nè. Đó, Abby sẽ lấy cái hộp phấn mắt ra. Rồi, trời ơi, Abby lỡ lấy cái hộp bút ra nên bây giờ Abby phải cất lại nè. Đã cho em nhân vật của Happy ngồi lên ghế nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểu như là đánh phấn mắt nha. Đó, phấn mắt màu màu trời ơi, cái tóc che mất con mắt của em luôn rồi nên thôi chúng ta không có thấy được nha. Rồi bây giờ Happy sẽ cất vô nè. Và bây giờ Happy sẽ thay đồ cho em nhân vật của Happy. Mỗi lần Happy thay đồ là cái em nhân vật của Happy nó cong quẹo hết. Happy ở nhà nhiều màu nên Happy sẽ mặc bộ đồ nhiều màu nha, 7 màu luôn. Rồi bây giờ Happy sẽ qua bên cái phòng bếp để Happy nấu ăn nha. Rồi Happy lấy cái nồi đánh lên cái bếp. Đó. Rồi xong bây giờ Happy sẽ mở cái tủ lạnh ra để Happy lấy cà chua nha. Rồi bây giờ Happy sẽ nấu cà chua ăn cho nó đẹp da nha. Và tiếp theo Happy sẽ lấy cà rốt nè. Cà rốt ăn chung với cà chua không biết sao, vừa sáng mắt vừa đẹp da. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải rửa trước, các bạn nhớ rửa trước khi ăn nha. Rửa những cái trái cây nè. Rồi bây giờ bỏ vô nồi nấu. Đó. Rồi xong bỏ cái cà rốt vô luôn. Rồi chúng ta sẽ lấy thêm cái nĩa. Ừ, cái nĩa khó lấy quá. Rồi xong chúng ta sẽ quậy lên nha. Quậy quậy khuấy khuấy lên Happy nó lộn. Rồi bây giờ Happy sẽ bỏ cái nĩa vô nha. Tiếp theo Happy sẽ lấy cái dĩa. Đó, wow, cái dĩa. Là cái dĩa khó lấy quá. Rồi xong bây giờ Happy sẽ qua bên cái chỗ mà Happy đang nấu canh. Canh gì á? Canh cà rốt, cà chua. Rồi xong bây giờ dẹp cái nồi, bỏ vô cái bồn rửa chén. Rồi thêm cái nĩa nữa. Rồi cái nĩa bốc ăn. Tôi cái nĩa hồi nãy Happy bỏ xuống đất xong rồi Happy lấy Happy ăn. Thôi Happy giỡn, các bạn không nên làm giống Happy nha. Rồi bây giờ Happy sẽ múc cà rốt để ăn nè. Đó, sắn ra. Ủa không, Happy ăn cà chua. Nãy Happy định ăn cà rốt nhưng mà bây giờ Happy chuyển ăn cà chua. Nhâm 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 nhâm. Rồi xong ăn còn dư, chúng ta bỏ vào tủ lạnh. Ăn còn nhiều món thường rất lạnh. Rồi tiếp theo Happy sẽ ăn cà rốt nha. Wow, cà rốt rất là ngon luôn. Rồi chúng ta ăn xong thì chúng ta sẽ nhớ để rửa chén nha, chứ không chén dơ á. Rồi giờ Happy rửa nè. Happy rửa dĩa, Happy không có chén. Happy sẽ rửa dĩa nĩa. Nhưng mà bây giờ đó, rửa dĩa trước. Tiếp theo Happy sẽ rửa nĩa. Rửa dĩa và nĩa. Rồi cuối cùng là cái nồi nha. Đây cái nồi đó, có cái nĩa xong thì rửa cái nồi. Rồi sau Happy rửa xong cái nồi nó lật luôn, cái nồi lật dầu luôn. Rồi Happy ăn xong no rồi, bây giờ Happy phải đi nghỉ ngơi thôi. Và các bạn ơi, các bạn có thích ngôi nhà Tokamoka bằng giấy của Happy không? Happy rất là thích luôn đó. Và nếu như mà các bạn thích thì nhớ like và share cho mình nha. Bây giờ thì chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Happy đi nghỉ mệt đây. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.